Rồi xin chào anh chị ha. Hôm nay có chậu rác xưa, hạt sưu tầm em giới thiệu chia sẻ cho anh chị ha. Cây này là cây Kawai Red Drop. Cây này thì siêu xiên hoa, hoa cánh dày lâu tàn và thơm ban ngày nha. Cây này cực kỳ xiên hoa. Hôm nay thì em có một cái chậu thân lá rất là to cao. Bình thường thì trên thị trường thường thường là thân chỉ khoảng 20 cm thôi. Mà cái này riêng cái thân không là 30 cm nha anh chị. Cái này là hết, gần như là phát triển hết cót luôn rồi, đạt hết kích cỡ của nó luôn, lá to như lá cát luôn chị. Rồi chậu này thì gồm là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 thân tất cả ha. Trong đây có 3 thân là rớt lá rồi, đặc biệt là thân nào cũng hoa không nha anh chị. 18 thân đi 4 hướng nha, và đang có 3 chùm hoa như này, hoa mới vừa nở đây chị. Cái này nở chưa căng, cái nở căng là em quay làm cái video hoa mẫu cho anh chị xem rồi. Rồi Kawai Red Drop, cây này thì cánh dày lâu tàn thơm ban ngày nha. Chậu này thì đang 3 chùm hoa nha, đây là 2 chùm sắp bung nè, cái này đang lên đó, cái gì sao đang lên nữa. Rồi cái này hàng xưa sưu tầm nha. Chậu này bán với giá là 800 bao ship nhanh toàn quốc. Anh chị nào muốn sưu tầm cây xưa chậu khủng hoàn thiện về mình chơi cho nó đáng luôn, mình tham khảo chốt nha. Rồi xin chào anh chị ạ.